Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chưa làm cho Phan Văn Giang đo ván, Đại tướng Lương Cường lại khuỵu chân. Có thể nói đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam là thời của ông Lương Cường. Trước đó vào năm 2019, ông Lương Cường cùng ông Tô Lâm được thăng hàm đại tướng. Ông Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, việc ông Lương Cường được thăng hàm đại tướng lúc đó được xem là cơ cấu lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, cuối năm 2020, đầu năm 2021, gió đổi chiều và ông Phan Văn Giang đã vượt lên trước ông Lương Cường giành chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại hội lần thứ 13 là một kỳ đại hội bất bình thường. Lần này có đến hai sĩ quan quân đội mang hàm đại tướng vào Bộ Chính trị. Nhưng ông Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội, là người đi trước mà lại về sau. Việc ông Giang hớt ra chiếc ghế Bộ trưởng trên tay ông Lương Cường đã làm nên sự mâu thuẫn trong thượng tầng quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Lương Cường không cam như vậy. Đây là hình ảnh Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang của Việt Nam. Từ khi vào Bộ Chính trị cho đến nay, danh hàm Thứ trưởng của ông Lương Cường không còn được nhắc đến nữa. Mỗi khi nhắc đến, báo chí đều đưa tin là Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, v.v. Việc nhắc danh hiệu như thế là muốn khẳng định Bộ Quốc phòng giờ có đến hai chỉ huy. Theo cơ cấu quân đội thì lẽ ra ông Cường phải chịu xưng danh như ông Nguyễn Tân Cương là Thứ trưởng Lương Cường. Ông Lương Cường từng học lớp cán bộ cao cấp ở Trung Quốc 2 năm từ năm 2011 cho đến năm 2013. Sau khi ông về thì quân đội thành lập đơn vị tác chiến điện tử. Không những thế, tất cả các đơn vị đều có những đoàn viên lựa chọn làm dư luận viên, chiến sĩ xung kích đấu tranh trên không gian mạng. Việc nắm chắc ngành tuyên huấn quân đội trong tay, ông Lương Cường đang lập một đế chế riêng ở ngay trong quân đội. Về tác chiến thì ông Phan Văn Giang nắm trong tay, nhưng về tâm lý chiến, các chiến dịch tuyên truyền trong quân đội là ông Lương Cường nắm trong tay. Vì thế nên rất khó đánh giá được rằng ông nào sẽ áp đảo ông nào. Đã hơn 20 tháng nay, ông Lương Cường vẫn dùng báo Quân đội Nhân dân như là công cụ lợi hại để công kích các nơi. Đây là hình ảnh Đại tướng Lương Cường đang hở sườn trước đối thủ chính trị của mình. Việc Đại tá Nguyễn Hồng Hải, trưởng phòng biên tập báo Quân đội Nhân dân, dành hai giải thưởng cho bài báo đẫm nợ máu với nhân dân chưa được xử lý lại còn được cơ cấu thăng chức, thì đấy là dấu hiệu cho thấy ông Lương Cường đã coi thường dư luận và có phần khinh địch. Phan Văn Giang là con người thâm trầm và sâu sắc. Điểm yếu này sẽ được khai thác và hiện nay ở thượng tầng chính trị đang nhắm đến ông Đại tá, trưởng phòng biên tập báo Quân đội Nhân dân, người được cho là thân cận với tướng Lương Cường. Nếu ông Lương Cường không nghiêm minh xử lý, thu hồi giải thưởng và kỷ luật ông Nguyễn Hồng Hải, thì Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân chỉ là nơi sẽ ra điểm yếu lớn nhất đối với ông. Trong khi ông Lương Cường vẫn đang muốn bằng cách nào đó hạ bệ Phan Văn Giang mà chần chừ xử lý tiêu cực thì rất khó để tấn công đối thủ, trong khi bản thân mình thì lại lộ quá nhiều điểm yếu. Hầu hết tất cả các bài viết đề cập đến sự bê bối này của Tổng cục Chính trị, tiêu biểu là Đại tá Nguyễn Hồng Hải, đều bị các lực lượng tác chiến không gian mạng của quân đội đánh phá, báo cáo, khóa Facebook v.v. Trong khi nếu chỉ viết phản bác ông Nguyễn Phú Trọng lại không hề hấn gì, điều đó cho thấy ông Lương Cường đang được bao che cho thuộc hạ. Đây là hình ảnh Đại tá nhà báo Nguyễn Hồng Hải sẽ là điểm yếu để phe Phan Văn Giang khai thác. Trong cuộc đối đầu giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức, hiện ông Lương Cường đang ở cửa dưới so với ông Phan Văn Giang. Khi yếu điểm của Nguyễn Hồng Hải lộ ra, ông Lương Cường lại để lộ tiếp điểm yếu thứ hai, đó là hành động bao che cho thuộc hạ. Có thể nói trong thế của ông Lương Cường không nên làm như vậy mà nên thẳng tay loại bỏ ung nhọt gây rắc rối cho bản thân mình. Xem ra bản lĩnh chính trị của ông Lương Cường còn yếu và đây có lẽ sẽ là điều làm ông ngã khịu trong tương lai, trong khi đó vẫn chưa làm gì được đối thủ lớn nhất cuộc đời của mình. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tô húc đầu vào đá, được cảnh báo nhưng vẫn cố húc tới cùng. Hiện nay rất nhiều tờ báo có uy tín ở nước ngoài đã đăng lên bài bình luận về hậu quả của tấm hộ chiếu mới. Đây là phản hồi nhanh nhất, tuy nhiên phía Bộ Công an Việt Nam có lắng nghe hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thông thường những Facebooker mà chính quyền cho là phản động
thì họ sẽ không nghe vì họ nghĩ những ý kiến đấy là chống đối. Tuy nhiên những tờ báo lớn tại Anh, Pháp, vân vân đã lên tiếng một cách nghiêm túc mà không nghe thì đấy là hành động của kẻ điếc không sợ súng. Phản ứng trước những cảnh báo này, phía Bộ Công an Việt Nam vẫn đang chịu nhận khuyết điểm. Nhưng cuối cùng điều đó đã không có và họ không ai nhận cả mà vẫn cố chấp thực hiện tiếp. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Vào ngày 29 tháng 7, trả lời báo chí, Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới hiện được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hộ chiếu phổ thông mẫu mới này không được gắn chip điện tử. Cục Quản lý xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an, các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp từ ngày 1 tháng 7. Sau khoảng một tháng, cơ quan này hạn chế cấp hộ chiếu mẫu cũ để gửi thông báo với các nước trên thế giới về việc thay đổi mẫu giấy thông hành này. Phía A08 đã trả lời như thế. Theo A08, hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng nhằm khẳng định và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Ngoài ra, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo về các kỹ thuật bảo an, khó làm giả. Cũng không hiểu A08 của Bộ Công an Việt Nam kể lể về phong cảnh, di sản văn hóa để làm gì. Dù có những thứ này hay không thì phía Đức vẫn không quan tâm. Họ chỉ đòi hỏi có nơi sinh rõ ràng thì trên hộ chiếu này lại không thấy ghi. Đây là hình ảnh hành động húc đầu vào đá bất chấp sự góp ý của ông Tô Bộ trưởng. Vào ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về việc tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của nước Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 vì thiếu thông tin về nơi sinh. Theo công hàm, không có nơi sinh thì không thể xác định được rõ người mang hộ chiếu, đặc biệt với nhiều trường hợp trùng họ. Do đó, hiện những người mang hộ chiếu mới sẽ không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn. Đại diện của A08 của Bộ Công an lại khẳng định là hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAO, tức là tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Những gì thuộc luật pháp Việt Nam thì chưa chắc hẳn hợp thông lệ quốc tế. A08 đinh ninh cho rằng hộ chiếu là hợp với luật pháp Việt Nam thì cứ cho là hợp với luật pháp Việt Nam, vì luật pháp Việt Nam cũng là do Đảng Cộng sản Việt Nam tự viết ra, nhưng chưa chắc họ đã tôn trọng. Tuy nhiên, tấm hộ chiếu là để cho công dân Việt Nam ra nước ngoài thì người ta cần nó phải hợp với thông lệ quốc tế. Phía A08 của Bộ Công an Việt Nam thì nói rằng nó hợp với thông lệ quốc tế, nhưng nước Đức không chấp nhận thì phải xem lại lời nói của A08 có thực sự đúng hay không. Hợp với thông lệ quốc tế mà công dân Việt Nam ra nước ngoài lại bị gây khó khăn thì hợp như thế nào cho được? Tại sao ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an không dùng y mẫu hộ chiếu cũ mà thay đổi màu bìa, mà tẩy xóa nơi sinh, làm gì? Phải chăng phía sau có âm mưu gì cho những quyển hộ chiếu mới này? Đây là hình ảnh ai đang giữ hộ chiếu mới sẽ rất khốn khổ. Nước Đức là quốc gia văn minh và tiến bộ, họ làm việc rất tuân thủ pháp luật quốc tế. Tiếng nói của nước Đức cũng có trọng lượng trên thị trường quốc tế. Một bộ công an nhỏ nhoi của Việt Nam vẫn cứng đầu trước những phản ứng của phía Đức thì người dân sẽ lãnh đổ. Người dân cần chính quyền tạo thuận lợi cho dân, chứ không cần Bộ Công an đối đầu với nước Đức. Hành động đã sai còn cố bảo chữa cái sai trong trường hợp này chẳng khác nào húc đầu vào đá tảng. Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tô Lâm vẫn cứ húc. Húc như vậy thì được gì? Người dân càng thêm bị gây khó dễ, chứ được gì mà cố húc. Nhiều người cho rằng ông Tô Lâm cần ngưng hành động húc đầu vào đá cho dân nhờ, vì đầu không cứng hơn đá, nên đừng mong đá vỡ, thưa ông Bộ trưởng.